ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái phương pháp khác mà có thể cải thiện những cái chứng đau tại nhà và tăng cường sức mạnh của cái hệ xương khớp của chúng ta. Bên cạnh cái việc sửa tư thế, bên cạnh các phương án tập trị liệu thì chúng ta có một cái giải pháp nữa, đó là giải pháp nhiệt và những cái phương án mà chúng ta massage. Thì đầu tiên bác sĩ Dung muốn nói đến đó là những cái giải pháp về nhiệt độ. Thì các bạn cũng có thể vào những cái phòng vật lý trị liệu ở trong bệnh viện thì người ta cũng áp dụng rất nhiều những cái phương pháp nhiệt này, như là họ có thể dùng nến paraffin để tạo nhiệt này, chiếu đèn hồng ngoại này, chúng ta biết cái đèn hồng ngoại chưa, chiếu đèn hồng ngoại cũng là một cái phản ứng tạo nhiệt, hay là chườm nóng ở trong những cái spa đông y. Thì chúng ta thấy là tất cả những phương pháp này đều áp dụng nhiệt độ để tăng cường lưu thông cái vùng máu, vùng xương khớp, và cái phương pháp tác dụng nhiệt này nó cực kỳ hiệu quả và nó giúp chúng ta giãn bỏ các lớp cơ đấy ra. Bình thường khi mà chúng ta đau ấy, thường các cơ nó sẽ có xu hướng co rúm lại như thế này. Thế thì khi mà chúng ta tác dụng nhiệt độ vào thì các cơ nó sẽ được giãn ra như thế này và khiến cho bạn đỡ đau hơn. Thì ngày hôm nay bác sĩ Dung sẽ nói về tác động nhiệt để giúp cái hệ xương khớp của chúng ta hoạt động mạnh hơn. Với cái tác động nhiệt thì chúng ta có thể làm gì tại nhà? Tại nhà ấy thì chúng ta có rất nhiều những cái dụng cụ mà chúng ta có thể cho những cái tác động nhiệt vào. Đơn thuần là chúng ta lấy một cái khăn ấm, chúng ta nhúng cái nước nóng, chúng ta chườm vào thì nó cũng là một cái tác động nhiệt. Rồi là chúng ta có thể dùng những cái chai nước ấm chườm vào những cái vùng mà chúng ta bị đau. Đối với những bạn mà chúng ta không đau thì chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp này như một phương pháp tăng cường dinh dưỡng và tuần hoàn. Bởi vì khi các mạch máu giãn ra, có phải là dòng máu đến nhiều hơn và cái dòng máu đến nuôi dưỡng hệ xương khớp của chúng ta cũng sẽ nhiều hơn, đúng không nào? Vậy nên là đây là một phương án tăng cường sức mạnh của các cơ giúp các bạn có thể vật lý trị liệu ngay tại nhà. Đó, thì cái giải pháp đầu tiên bác sĩ Dung vừa kể đó là chúng ta có thể dùng những cái dụng cụ mà chúng ta có thể làm ấm nó, như là khăn ấm này, rồi chai nước ấm này. Cạnh đó thì nếu như mà chúng ta biết tận dụng những cái nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên nữa thì nó lại càng vô cùng tuyệt vời. Ví dụ như nhà các bạn có ngải cứu này, có gừng này. Đây là hai vị thuốc mà tạo ra cái, nó có một cái chất chống viêm ở trong đó và nó cũng sẽ giúp chúng ta giảm bớt những cái cơn đau. Thế thì trong ngải cứu thì các bạn có thể là lấy ngải cứu ở vườn nhà của các bạn hoặc ra chợ mua ngải cứu, nó rất là rẻ thôi. Các bạn đem rang với một chút mú muối, sau đó thì mình chùm vào một cái khăn và mình đắp lên cái vùng mà mình bị đau hoặc là cái vùng mà mình cần trị liệu. Đó, thì khi mà chúng ta đắp như vậy ấy, thì nó vừa có cái tác dụng của nhiệt độ, vừa có cái tác dụng của cái tính chất chống viêm của ngải thì nó vô cùng tốt. Hoặc là nếu như các bạn không có ngải cứu thì các bạn cũng có thể lấy một chút gừng để giã ra, thì cái gừng nó cũng sẽ rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể đun nước ngải hoặc đun nước gừng để ngâm chân. Thì cái việc mà chúng ta ngâm chân nó cũng làm tăng tuần hoàn nuôi dưỡng của cái vùng chi dưới mà bình thường ấy nó rất ít mạch máu nuôi dưỡng. Tại sao bác sĩ Dung lại nói thế? Bởi vì là tim của chúng ta ở đây thì nó sẽ tập trung nuôi những cái vùng ở mặt của chúng ta rất là nhiều mạch máu này, não bộ của chúng ta cũng cần rất là nhiều mạch máu, rồi các cơ quan nội tạng, và gần như các mạch máu đến chi ấy nó sẽ ít tập trung hơn. Do vậy mà khi mà chúng ta tăng cường tuần hoàn ở vùng chân của chúng ta thì chúng ta cũng giảm bớt những cái đau nhức ở vùng lòng bàn chân này, các khớp ở chân, xương gót và đặc biệt là khớp gối của chúng ta. Thì đấy là một cái giải pháp mà các bạn cũng có thể thực hiện để chúng ta cải thiện cái chứng đau mỏi, đau nhức xương khớp. Trong nhiều năm nay thì bác sĩ Dung có sử dụng một cái gối ngải như thế này. Mọi người cũng có thể tìm mua những cái dạng gối ngải như thế này. Bác sĩ Dung thì khi mà lựa chọn những cái dòng gối ngải thì rất là kỹ. Bởi vì sao? Không phải cái vỏ bên ngoài trên thị trường thì các bạn có thể thấy là nó rất rất là giống nhau, nhưng cái thành phần bên trong nó mới quan trọng. Những cái thành phần bên trong là bao gồm những cái hoạt chất thiên nhiên. Khi mà các bạn quay nóng lên, tức là chúng ta sẽ xịt một chút nước vào cái gối ngải như thế này, cho vào lò vi sóng quay lên là chúng ta đã được một cái gối, và cái việc mà nó giữ nhiệt cực kỳ lâu cho các bạn, và đêm mà chúng ta có cái này thì chúng ta ngủ ngon lắm luôn. Chúng ta ngủ ngon hơn bởi vì là cái tinh chất thảo mộc ở trong cái gối này nữa, rồi là ngải cứu ở trong này nó giúp chúng ta giảm viêm giảm đau. Thì bạn nào mà chúng ta không có điều kiện thì chúng ta tự rang ngải thì chúng ta cũng có thể lựa chọn một cái gối như thế này. Nó giữ nhiệt khá là lâu và khi chúng ta chườm vào cái vùng bị đau ấy thì chúng ta cũng sẽ đỡ đau hơn rất là nhiều, và đây là thần dược mà mỗi mùa đông đến của bác sĩ Dung đấy. Thì đây, chúng ta cũng có thể tìm mua những cái sản phẩm như thế này ở trên thị trường rất nhiều luôn. Tuy nhiên thì bác sĩ Dung lưu ý cho mọi người là cái lõi bên trong nó mới quan trọng, nên là mọi người đừng có lựa chọn những cái sản phẩm mà nó rẻ quá. Thì thật ra là cái lõi nó làm cái chất lượng ở bên trong, nguyên liệu ở bên trong nó cũng không được tốt đâu. Vì chúng ta biết rồi, tiền nào của đấy nha mọi người nha. Nếu như mà mọi người không tìm được những cái dòng gối ngải mà nó thật sự hiệu quả ở cái khu vực của mọi người thì cũng có thể là nhắn tin cho bác sĩ Dung, thì bác sĩ Dung cũng sẽ tư vấn cho mọi người những cái sản phẩm mà nó phù hợp. Tiếp theo đó là những cái giải pháp mà đơn giản hơn chúng ta có thể thực hiện. Ví dụ như là chúng ta có thể xoa lòng bàn tay của chúng ta ấm như thế này và chúng ta chạm vào những cái vùng mà nó đang bị đau chẳng hạn. Hoặc là chúng ta massage, tự động massage những cái vùng mà xung quanh chúng ta bị đau. Sau khi mà chúng ta tác động nhiệt rồi chúng ta mới massage nha. Thì khi mà các cái cơ nó đã được giãn ra rồi thì bắt đầu chúng ta, một là chúng ta tự massage, ví dụ chúng ta có thể tự massage khớp gối của chúng ta.
Hoặc là ngày mai thì bác sĩ Dung sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà chúng ta có thể tự massage khớp gối tại nhà. Còn thì những cái bộ phận khác, ví dụ như lưng của chúng ta, thì chúng ta phải nhờ người người nhà của chúng ta để chúng ta có thể là hỗ trợ chúng ta trong cái việc massage lưng. Hoặc là chúng ta có thể mua những cái dụng cụ mà có thể hỗ trợ các bạn massage, như là các cái đai massage, ghế massage, thì đó là những cái dụng cụ để hỗ trợ các bạn mà tác động lực vào cái vùng đó. Nhưng mà tuy nhiên, bác sĩ Dung lưu ý cho mọi người là nếu như bạn nào đang bị đau thì chúng ta cần phải tác động nhiệt trước, giãn cơ trước khi chúng ta massage vào, nếu không thì nó rất là đau. Và ngày hôm nay các bạn hãy thử phương pháp nhiệt mà hôm nay bác sĩ Dung giới thiệu ngay tại nhà. Chúng ta chưa mua được gối ngải thì chúng ta sẽ sử dụng những phương pháp nhiệt khác để tác động vào. Đơn giản là bây giờ các bạn lấy một cái khăn khăn cốt tông, cái khăn mặt mà chúng ta sử dụng, ngâm nước ấm và chúng ta có thể chườm ngay vào những cái vị trí đó và chúng ta sẽ cảm nhận rất là dễ chịu. Hoặc đơn giản hơn, các bạn có thể ngâm mình ở trong những bồn nước ấm, hoặc là dùng cái vòi hoa sen, chúng ta xì nước ấm vào những cái vùng khớp của chúng ta để cho nó, ví dụ như vùng lưng chẳng hạn, vùng lưng của chúng ta ít được nuôi dưỡng, hoặc là vùng lòng bàn chân thì chúng ta có thể ngâm chân. Đấy, thì khi mà tắm ấy, các bạn sẽ dùng nước ấm trị liệu luôn. Đấy, thì đấy cũng là một cái giải pháp nhiệt nha mọi người nha, chứ đừng có cầu kỳ quá, và ngay tại nhà là chúng ta cũng có thể sử dụng được.